Cái hành trình khá dài và may mắn được tham gia từ những cái ngày đầu tiên, mùa đầu tiên của giải chào mừng năm mới. Cái buổi đó thì mình chỉ có tham gia cứ 5 đến 7 km cho đến ở đó là một cái dấu ấn để tôi bước chân vào cái đường chạy marathon như hiện tại bây giờ. Cũng không nhớ hết tất cả các sự kiện mà mình đạt giải, vì trước đây thì mình đạt giải những cái món quà tặng như là tivi, rồi trước đây là không phải là bằng tiền đâu mà quà tặng là chính. Sau này thì được vật phẩm hiền kim thì bằng tiền có giá trị hơn. Cái giải Việt Dã chào mừng năm mới cũng là lấy cái khí thế mới mở đầu cho một năm để động viên toàn thể các tầng lớp nhân dân thi đua, lao động, sản xuất và học tập. Giải Việt Dã của chúng ta đó thì coi như là nó có một cái là huy động được cái nguồn lực xã hội hóa để duy trì cái giải này. Và có thể nói là được các cái tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao của tỉnh. Trong hệ thống các giải thể thao do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương sáng lập và tổ chức, giải Việt Dã chào năm mới BTV là giải đấu đặc biệt khi sở hữu nhiều cái nhất, đã là giải đấu có tuổi đời lâu nhất, giải đấu quy tụ số lượng người dân tham gia đông nhất và là giải đấu đầu tiên của một năm mới. Suốt 1/4 thế kỷ qua, tham gia chạy Việt Dã chào năm mới đã trở thành hoạt động truyền thống của người dân Bình Dương. Không phân biệt độ tuổi hay ngành nghề, đường chạy vào xuân dành cho tất cả. Đó là biểu tượng của hành trình khởi đầu, chở niềm hy vọng của mỗi người về một năm thắng lợi thành công. Tuổi cao, chí khí càng cao. Ngay từ những ngày đầu giải Việt Dã chào năm mới BTV ra đời, đã có sự góp mặt của các thành viên Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bình Dương. Chưa năm nào đường chạy của cuộc đua vào xuân thiếu vắng các cụ. Không tham gia mang tính hình thức, các cụ ai nấy đều có sự chuẩn bị rất chu đáo về tập luyện, về trang phục và đảm bảo số lượng hội viên luôn vượt trên 1.000 người. Năm nào á, các cụ cũng xếp hàng trước ở hàng trên và chạy cùng với các cái lãnh đạo của tỉnh á, thì nói chung là rất là hào hứng, khí thế lắm, nó tạo thêm một cái năm mới cho cái sức khỏe mới cũng như là phát triển về cái mặt kinh tế, xã hội và đời sống của con người Bình Dương. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Với sức trẻ, trí tuệ cùng tinh thần xung kích đi đầu, lực lượng thanh niên luôn chiếm số lượng hùng hậu nhất tại giải Việt Dã chào năm mới BTV. Các bạn trẻ đến từ nhiều đơn vị khác nhau, như khối trường học, đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, khối quân đội, lực lượng vũ trang, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dù đến từ đơn vị nào, công việc ra sao, ai nấy đều thể hiện rõ quyết tâm lập thành tích đầu năm. Sự góp mặt của lực lượng thanh niên luôn mang đến cho đường chạy không khí sôi nổi, nét trẻ trung vào niềm tin và cảm xúc. Cùng với lực lượng thanh niên, lứa tuổi thiếu niên nhi đồng cũng ra quân ngay trong ngày hội lớn của toàn tỉnh. Nếu như các em thiếu niên có thể góp mặt trên đường chạy cá nhân nam, nữ với cự ly từ 3 km đến 4 km, thì các em lứa tuổi tiểu học lại tham gia vào nội dung chạy đội hình tập thể. Tất cả tạo nên không khí thi đua sôi nổi và mang đến năng lượng tích cực trong ngày đầu năm mới. Điểm đặc biệt chỉ có ở giải Việt Dã chào năm mới là giải được tổ chức dành riêng cho hai đối tượng chuyên nghiệp và phong trào. Trong đó, chỉ riêng nội dung chạy đội hình tập thể đã thu hút hàng ngàn vận động viên. Về phía trường Đại học Thủ Dầu Một thì cũng xem đây là một cái giải đấu lớn, nó như một cái ngày hội thể thao thu hút rất là nhiều đối tượng tham gia. Thì hàng năm nhà trường cũng phối hợp để huấn luyện sinh viên tham gia cái giải thi đấu này, với cái lượng sinh viên tham gia cũng khá đông, tạo ra một cái không khí vui tươi để cho các bạn được tập luyện, rèn luyện sức khỏe để chào mừng một cái năm mới phấn khởi. Giải Việt Dã chào năm mới BTV có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội
để lực lượng vũ trang bộ chỉ huy sự tỉnh giao lưu cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các vận động viên bên ngoài, đồng thời là cơ hội như là rèn luyện cho các đồng cho lực lượng vũ trang tỉnh. Ở hệ chuyên nghiệp, hàng năm giải luôn thu hút trên 20 đơn vị hệ đội tuyển thuộc các tỉnh thành có phong trào diệt giả mạnh trong cả nước về dự tranh. Giải diệt giả cho năm mới được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu hàng năm của Liên đoàn, qua đó góp phần nâng tầm quy mô và chất lượng của giải. Dương đã có những ý tưởng mà làm một cái giải việt giả như vậy, tôi nghĩ rất là trân trọng cái công tác hoạt động phong trào của thể thao Bình Dương. Phải nói rằng cái sự cố gắng của thể thao Bình Dương đã đưa cái phong trào việt giả cùng với cả nước lên tầm rất là cao. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng rất là quan tâm hỗ trợ cho cái giải việt giả Bình Dương làm sao càng ngày càng nhiều người tham gia. Rất là vui khi mà tỉnh em có cơ hội được đặt chân đến Bình Dương và tham gia thi đấu giải này ạ. Là một giải thể thao có tuổi đời lâu nhất của tỉnh Bình Dương, giải việt giả cho năm mới BTV đã gắn liền với những cột mốc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Năm 2015, ở lần tổ chức thứ 16, cuộc đua truyền thống lần đầu tiên được đưa vào tổ chức tại thành phố mới Bình Dương. Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bình Dương, địa điểm thi đấu mới, cung đường mới khang trang đã góp phần quảng bá hình ảnh Bình Dương năng động, sáng tạo, nghĩa tình đến với người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điểm nhấn của giải là chúng ta đã chuyển địa điểm và các cung đường vào thành phố mới, và qua đây thì giải cũng đã góp phần quảng bá cái hình ảnh của Bình Dương cho tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, và BTV cũng tự hào để có sự đóng góp của mình trong cái việc mà quảng bá và xây dựng Bình Dương của chúng ta ngày càng phát triển. Từ đường chạy đơn sơ, giải thưởng đơn sơ của những ngày đầu tổ chức, giải việt giả chào năm mới từng bước chuyển mình, song hành cùng sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương, phong trào chạy bộ lan tỏa ra mọi tầng lớp nhân dân. Có thể xem giải đấu chính là bước đệm đầu tiên cho sự lớn mạnh của phong trào marathon tại Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung. Qua 25 năm tổ chức thì ban tổ chức đã rút lại nhiều cái kinh nghiệm, và trong thời gian tới thì cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ thì ban tổ chức sẽ cố gắng điều hành giải theo cái hướng là hiện đại, áp dụng các cái công nghệ số vào cho công tác quản lý giải, điều hành giải cũng như là đặc biệt là công tác truyền thông. Thì với cái sự cố gắng ấy thì hy vọng và tin tưởng rằng giải việt giả chào năm mới của BTV sẽ thu hút được ngày càng đông các vận động viên cũng như là đóng góp vào sự quảng bá hình ảnh của Bình Dương đến các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bước sang tuổi 25, giải việt giả chào năm mới BTV thực sự là điểm son rực rỡ trong phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào xã hội hóa thể dục thể thao của Bình Dương. Hình ảnh đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đại biểu các ban ngành đoàn thể, các địa phương trong và ngoài tỉnh và hàng ngàn vận động viên cùng đồng hành trên đường chạy vào xuân chính là biểu tượng đẹp về tinh thần đoàn kết, là ý chí và quyết tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân Bình Dương hướng vào một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Với tất cả ý nghĩa đó, dễ hiểu vì sao đã tròn một phần tư thế kỷ, nhưng mỗi lần trở lại, giải việt giả chào năm mới BTV vẫn luôn tràn đầy sức sống, trẻ trung để bắt đầu cho hành trình vào xuân mới.